Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Ngày hôm nay cuối cùng chúng ta đã có một phiên thị trường phục hồi sau cả một tuần giao dịch cực kỳ là căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên thì Hải đánh giá rằng đây chỉ là một phiên hồi rất là bình thường thôi mà chúng ta không nên gọi là quá FOMO ở trong những phiên tới, bởi vì thị trường chắc chắn rằng sẽ chưa thể nào tạo đáy chỉ bằng đúng một phiên duy nhất, và chúng ta sẽ không nên mua cổ phiếu nếu mà chúng ta chưa biết những điều sau đây. Và nếu mà chúng ta biết rồi á, thì chúng ta có thể vận dụng vào và chúng ta sẽ có thể tìm được một cái điểm mua thật sự là hợp lý ở trong thời gian tới. Và trước khi chúng ta bắt đầu video, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới của mô tả mỗi video, thì Hải sẽ tư vấn và khuyến nghị ở trong này. Ngày hôm nay, thật ra thì ngày hôm qua và cả ngày hôm kia thì Hải có ra hai video liên tiếp về cái việc là trên đường map thị trường khả năng cao cái vùng 1030-1040 sẽ là một cái đáy ngắn hạn. Cũng như ngày hôm qua Hải có nói về cái việc là chúng ta bắt đầu xuất hiện những thông tin về việc coin margin ở trên thị trường á, thì xác suất rất cao là chúng ta sẽ có một cái đáy ngắn hạn. Và bằng chứng là ngày hôm nay Hải có khuyến nghị là chúng ta mua cái cổ phiếu Nam Kim nè. Từ ngày hôm qua Hải đã có khuyến nghị rồi, và ngày hôm nay thì tiếp tục khuyến nghị lại, để khi mà Nam Kim chúng ta vẫn có thể mua khi mà do cái giá HRC á, đã lên tiệm cận con số gần 1.000 rồi. Nha, đó là những cái thông tin ở trong room khách hàng của Hải, và dĩ nhiên là room cộng đồng cũng có. Còn đối với lại video ngày hôm nay á, thì Hải sẽ đi qua về một số những cái vấn đề, bởi vì chúng ta bắt đầu thấy một số những cái điểm khác biệt so với lại cái nội dung chính của video ngày hôm qua, đặc biệt là liên quan tới vấn đề coin margin. Thì ngày hôm qua chúng ta nhắc với nhau rất là nhiều là khi mà chúng ta coin margin á, chúng ta sẽ khiến cho những người mà họ lì, họ không cắt lỗ, hoặc là những người mà họ cứ lướt tơ không, họ có trung bình giá, nó coin margin nó sẽ buộc họ phải bán cổ phiếu ở vùng giá thấp. Thì khi mà họ bắt buộc phải bán cổ phiếu ra, thì quá trình phục hồi phía sau của thị trường, khi thị trường hồi lên á, nó sẽ đỡ gặp cái áp lực cung đến từ những người này. Cho nên nếu mà chúng ta xuất hiện hiện tượng coin margin, thì quá trình phục hồi của thị trường sẽ trở nên dễ dàng và mượt mà hơn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, bởi vì một số những cái thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán thế giới, ví dụ chúng ta có tối ngày hôm qua thì Dow Jones, Nasdaq tăng rất là tốt, và sáng ngày hôm nay thì Kospi và Nikkei cũng tăng rất là tốt, và nó khiến cho thị trường của chúng ta kể từ đầu phiên là thị trường đã rất khỏe. Cứ đúng mà chúng ta mở một cái gap up từ đầu phiên đây 1028, và chúng ta mở một cái gap up lên, và cũng như là trong xuyên suốt cái phiên giao dịch chúng ta gần như là không có thủng mất cái đáy của ngày hôm qua, thì nó khiến cho cái hiện tượng coin margin mặc dù nó vẫn diễn ra nhưng nó rất hạn chế. Ngày hôm qua thì bắt đầu một số các công ty chứng khoán có coin margin nhẹ, tức là khoảng tầm là 1/5, 1/4 các nhà đầu tư ở các công ty chứng khoán đó bị coin, và ngày hôm nay tiếp tục khoảng tầm 1/5 các nhà đầu tư bị coin tiếp, thì tất cả gì nó chưa xảy ra cái hiện tượng là coin margin chéo, và nó không có xảy ra hiện tượng là bán sàn hàng loạt các mã cổ phiếu. Vậy cho nên á, là cái áp lực cung lên thị trường nó vẫn sẽ còn, và điều đó dẫn tới là trong những phiên tới khi thị trường phục hồi lên, chúng ta sẽ gặp phải những áp lực cung mà chúng ta đã nhắc tới, và đây chính là cái nội dung chính mà Hải nói ở trong video ngày hôm nay. Đây, ngày hôm nay hiện tượng coin margin chéo không diễn ra, Hải nói chỉ coin margin một vài người thôi, chứ nó không có coin mà từ mã này nó dẫn sang mã khác nha. Thì từ đó thị trường không giảm được cái áp lực cung trong quá trình phục hồi phía sau, cho nên chúng ta sẽ cần phải có những cái nhịp test lại. Thì đây chính là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần lưu ý. Lý do Hải sẽ lấy một số cổ phiếu, ví dụ là chúng ta sẽ có VND. Nhóm chứng khoán chính là nhóm khỏe nhất ở trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì kể từ lúc 10 giờ rồi người, đây 10:40 là lúc đó thị trường nó còn ở cái vùng khoảng tầm dưới này, khoảng tầm 1024, tức là nó chưa tăng quá mạnh. Thì Hải đã có nhắn rằng là cái nhóm chứng khoán là một cái nhóm khá là nhạy với những nhịp hồi T cộng của thị trường, và hiện tại đang cho tín hiệu tích cực, cho nên là tỷ lệ xác suất vùng này tạo đáy ngắn hạn nó đang được nâng lên. Thì đây chính là cái vấn đề chúng ta sẽ quan sát. Thì nhóm chứng khoán chúng ta sẽ lưu ý rằng là ngày hôm nay chúng ta có VND tăng tới 6,4%, tức là gần trần. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta lưu ý thì khoảng tầm chỉ cần 3 phiên gần nhất thôi. 3 phiên gần nhất thì cổ phiếu VND đã giảm tới con số là 12,5%. Thì điều đó đồng nghĩa với việc khi mà VND hồi lên, ví dụ là chúng ta hồi lên cái vùng giá khoảng tầm 18.5 nè, hay thậm chí rằng là vùng giá 19, nó sẽ bắt đầu gặp rất nhiều những áp lực cung của những nhà đầu tư kẹp hàng ở vùng giá phía trên này. Tương tự chúng ta cũng có SSI, chỉ cần duy nhất 3 phiên thì cổ phiếu SSI đã rơi khoảng tầm là 12%.
Thì khi mà cổ phiếu này hồi lên lại vùng giá khoảng tầm 28 cho tới là 29 thì những áp lực cung sẽ bắt đầu đè nén lên cổ phiếu này, và từ đó nó sẽ khiến cho cái thị trường chung nó cần phải test lại thêm một dịp nữa. Thì không chỉ chứng khoán, chúng ta qua về thép thì khá khỏe, nhà thép chúng ta có Hoa Sen, có Nam Kim hay là Hòa Phát thì khá là khỏe. Thép là cái ngành rất là khỏe ở trong gần đây thì không nói. Ở bên phía bất động sản thì chúng ta có Đất Xanh và DG cũng rất khỏe, thì cũng sẽ không nằm trong danh sách này. Tuy nhiên chúng ta sẽ có Novaland cũng rất là khỏe. Phát Đạt, Phát Đạt thì chỉ cần 3 phi thì Phát Đạt đã rơi cái vùng giá thấp nhất là khoảng tầm 14%. Thì chắc chắn rằng quá trình phục hồi của Phát Đạt từ vùng giá này và hồi lên lại vùng giá 22 thì những người kẹp hàng ở vùng giá nền ở trên này họ sẽ tán xuống. Nam Long cũng tương tự, có đúng mà chỉ cần 3 phiên thôi thì mã cổ phiếu Nam Long họ đã rơi xuống những cái vùng thấp nhất cũng là 12%, nha, cũng là 12%. Rồi tương tự bên phía khu công nghiệp chúng ta có gì? Kinh Bắc, có đúng mà 4 phiên, 3 phiên thôi là Kinh Bắc đã rơi khoảng tầm 12%. GVR cũng gặp tình trạng tương tự. Hay là chúng ta sẽ có là Hà Đô, VGC hay là IDC đều là những cái cổ phiếu mà chỉ cần khoảng tầm 3 phiên thôi, các cổ phiếu này đều có những cái mức giảm khoảng tầm là 12%. Thì cái quá trình phục hồi lại phía trên, những áp lực cung của những nhà đầu tư kẹp hàng họ sẽ tán xuống. Và chưa kể là ngày hôm nay á, Hải thấy rằng là bởi vì đầu phiên á, là thế giới tăng tốt quá, cho nên mặc dù Việt Nam chưa tăng mạnh thì cũng có rất nhiều môi giới đã hô bút rồi. Thì điều đó nó khiến cho gì ạ? Một lượng người họ mua T0, họ mua lướt T0, họ mua trung bình giá, họ mua hạ giá vốn, thì ngày mai, ngày mốt khi thị trường phục hồi lên, họ hoàn toàn có thể bán ra và nó lại càng gây ra áp lực cung họ đối với thị trường hiện tại. Thì hãy lấy ví dụ sơ bộ về một số ngành, chúng ta có chứng khoán, chúng ta có bất động sản, chúng ta có khu công nghiệp, và dĩ nhiên đây là những cái ngành lớn. Còn chúng ta mà kể qua về về những ngành nhỏ, chúng ta có pet nè, đây giảm phải nói rằng là liên tù tì luôn, 5 phiên giảm phải 20%. FLT thì không giảm lắm, thế giới cái động thì gọi là sàn rồi. Chúng ta qua phân đạm nè, đạm Cà Mau nè hay là đạm Phú Mỹ nè, chúng ta thấy rằng là gì, gọi là giảm mà nó không thể nào tìm thấy đáy luôn, nó không hề có một phiên ngừng giảm. DGC nè, rồi chúng ta qua về giờ thủy sản, chúng ta có ANV nè, chúng ta có Vĩnh Hoàng nè, chúng ta thấy rằng những cái mức giảm của các cổ phiếu này á, đa phần là nó khoảng tầm 12% và chỉ trong khoảng tầm là 3 tới 4 phiên thôi. Thì cái quá trình phục hồi phía sau á, tại vì sao họ không bị call margin, chúng ta quay trở về với câu chuyện là thị trường nó bắt buộc phải có call margin để những ai mà chúng ta lì á, chúng ta bị kẹp hàng ở vùng giá phía trên này, chúng ta lì, chúng ta bắt buộc phải bán và phải bán ở giá thấp, giá rất thấp luôn, và họ sẽ không dám mua lại. Thì từ đó chúng ta sẽ không gặp phải áp lực cung trong quá trình phục hồi phía trên. Còn chúng ta thử tưởng tượng chúng ta đang cầm Vĩnh Hoàng đi, chúng ta đang đu đỉnh Vĩnh Hoàng ở vùng giá là 72, thì bây giờ thị trường xấu quá, bây giờ chỉ cần chờ nó về 68 thôi là tôi bán rồi. Mọi người có bán không ạ? Nó tăng một phát lên 68 nè, có bán không? Nè, anh chị nào bán chúng ta có thể cho Hải một cái phím 2 ở phía dưới phần bình luận ha, để xem coi là chúng ta có bán hay không. Thì chắc chắn rằng khả năng rất cao là chúng ta sẽ bán nếu mà chúng ta có kịp Vĩnh Hoàng và nó hồi lên vùng giá 68, thì rất nhiều người chúng ta sẽ bán. Thôi vậy thì quay trở lại gì cái câu chuyện là khi thị trường phục hồi đó, chúng ta sẽ bị bán. Thì hãy nghĩ rằng á là chúng ta sẽ có những nhịp như thế này. Đây, cái kịch bản của thị trường đó, nó sẽ có thể như thế này. Thì chúng ta cũng rơi vào tình trạng giờ chúng ta chỉ cần khoảng tầm 3 4 phiên thôi. Ở đây là 5 phiên từ 21 tháng 2 của 2023 cho tới là 27 tháng 2 của 2023 là chúng ta có 5 phiên và thị trường rơi tới tận là 6% chỉ trong vòng 5 phiên. Thì với 5 phiên này á, chúng ta thấy rằng là thật ra những cái phiên cuối cùng á, chúng ta bắt đầu thấy những cái sự gọi là nhẹ tay lại của thị trường, bởi vì chúng ta liên tục có rút chân. Có đúng mà, chúng ta liên tục có rút chân, và chắc chắn rằng là 5 phiên này thì chưa đủ để chúng ta xuất hiện hiện tượng là call margin, bởi vì vốn rất là bé. Vốn rất là bé thì chứng tỏ rằng không có call margin ở trong những phiên này. Thì từ đó nó sẽ khiến cho gì trong những nhịp hồi phía sau nè, chúng ta thấy rằng mặc dù là phiên ngày 1 tháng 3 thị trường đóng nến cao nhất ngày nhìn rất đẹp, nhưng mà tại sao những phiên phía sau á lại giảm? Đúng không ạ? Thì tại vì những người mà chúng ta lướt tới không là chúng ta trung bình giá nè, hoặc thậm chí là chúng ta bắt đáy á thì chúng ta bán. Họ có lời rồi thì họ bán. Và cả những người mà họ kẹp hàng á thì họ cũng cắt lỗ tại vì họ sợ. Cho nên chúng ta sẽ phải test lại nhịp số 2, và thậm chí rằng khi mà thị trường nó hồi mạnh lên lại lên cái vùng giá khoảng tầm 1060, tức là hồi khoảng tầm 40 điểm, nhà hồi khoảng tầm 40 điểm thì chúng ta vẫn cần phải có nhịp test lại số 2. Là tại vì những người mà họ bắt đáy, họ kẹp hàng ở vùng giá này nè, thì họ bán ra, họ cắt lỗ. Cho nên rằng là khi mà chúng ta bị mất cái phần call margin á, theo Hải thì cái nhịp call margin là một cái nhịp rất quan trọng để chúng ta có thể tạo đáy một cách an toàn và bền vững hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại không có xuất hiện hiện tượng call margin chéo một cách mạnh mẽ.
À, cho nên là đối với ngày hôm nay á, thì Hải vẫn giữ quan điểm. Đây cuối phiên Hải có nhắn nè. Hiện tại á, thì Hải vẫn giữ quan điểm á, là chúng ta chỉ đánh theo cộng thôi. À, chúng ta vẫn giữ một cái mức độ vừa phải chứ không có mua gia tăng lên. À, để xem coi như phía sau á, nếu như mà thị trường chúng ta có nhịp test lại đẹp, ví dụ là chúng ta sẽ có thể hồi lên khoảng tầm 1060 rồi nó quay trở về nó test lại nhịp số 2 á, thì khi đó Hải sẽ cân nhắc là Hải sẽ mua một cách mạnh tay hơn. À, hoặc là Hải sẽ có một cách khác á, để chúng ta sẽ nhìn chú ý là lực cầu có tiếp diễn ở vùng giá cao hay không, thì chúng ta sẽ có thể nhìn vào thanh khoản. À, ví dụ là chúng ta sẽ có cổ phiếu VND nè, trong quá trình thị trường tăng á, ở vùng này tăng lên thì VND cũng tăng được từ vùng giá 19 và tăng lên đến tận là 22. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn nè, những phiên đầu tiên thì thanh khoản có vẻ to, nhưng mà chúng ta đến tới phiên ngày 11 tháng 10 á, là một phiên VND tăng 3,74%, nhưng thanh khoản của VND thuộc dạng rất bé. Thì đây là một cái dạng mà tăng nhưng không có sự tiếp diễn của lực cầu. Nó tức là gì? Bởi vì không có cung, họ không bán, cho nên là chỉ cần một cái lực cầu nhẹ vào thôi thì cổ phiếu đã có thể tăng rồi. Nha, thì đây gọi là tăng nhưng mà không có sự tiếp diễn của lực cầu. Thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý về cái vấn đề này. Thì trong những phiên sau, ở trong quá trình thị trường hồi phục lên, hãy lấy ví dụ là chúng ta hồi lên được cái vùng giá 1060 á, mà chúng ta giữ được thanh khoản to, và chúng ta sẽ có thể break lên. Nếu mà chúng ta break lên đây với thanh khoản to á, thì ok, anh chị chúng ta có thể mua gia tăng mà không cần chờ test lại số 2. Còn nếu mà nó cứ ngập ngừng ở quanh 1060 mà nó không có vol to á, thì theo Hải là chúng ta sẽ nên bắt đầu chờ nhịp số 2. Nó tương tự như vùng này. Đúng mà, cái phiên ngày 13 tháng 10 2022 là một phiên thị trường tiếp tục cái đà tăng, đóng nến rất đẹp. Tuy nhiên thì bởi vì thanh khoản của thị trường nó không đẹp, nó chỉ ở cái mức là trung bình thôi, thì nó có nghĩa là không tiếp diễn lực cầu. À, nó chỉ là cung nó ít thôi, còn cầu thì không có. Thì bởi vậy thị trường sẽ buộc phải có những nhịp lui lại và giảm xuống những vùng giá thấp hơn để thu hút lực cầu nhiều hơn. Thì đây chính là cái nội dung chính của video ngày hôm nay mà chúng ta cần phải phân tích. À, còn về cổ phiếu á, thì theo Hải hiện tại chúng ta chỉ có một số cổ phiếu thôi. À, bao gồm chúng ta sẽ có đất xanh này, chúng ta có DIG, hay chúng ta sẽ có ngành thép á, là có Hoa Sen và Nam Kim, là những cái mã cổ phiếu mà Hải nghĩ rằng là tương đối ổn. À, còn lại thì chúng ta sẽ nhiều người chúng ta khuyến nghị mua chứng khoán, nhưng mà theo Hải thì chứng khoán Hải sẽ chưa động vào. Ở đây thì Hải chỉ mới khuyến nghị chứng khoán thôi. Chúng ta muốn lướt tới không, chúng ta muốn hạ giá vốn thì ok, chúng ta có thể vào lướt. Tại vì theo Hải á, là với một cái tình hình hiện tại khi mà chứng khoán chỉ cần 3 phiên giảm rất mạnh rồi, và ngoài ra chúng ta thấy rằng là gì, những cái vấn đề ví dụ là tự doanh nè, thanh khoản của thị trường nè, thì trong thời gian tới sẽ chắc chắn sẽ thấp và không được như sự kỳ vọng. Nó sẽ thấp tương tự như quý 4 năm ngoái, thì đây không phải là một cái vĩ mô tốt đối với là ngành chứng khoán. Và ngoài ra thì một số thông tin bên lề, ví dụ là chúng ta có hệ thống KRX đó, và cả cái việc nâng hạng thị trường á, theo Hải là khả năng cao sẽ bị dời lại. Thì gần đây hầu như cái động lực tăng trưởng của nhóm chứng khoán đều đến từ hai vấn đề này mà bây giờ đã mất rồi á, thì theo Hải nhóm chứng khoán nó không thuộc dạng anh chị chúng ta nên mở mua mới nha, không thuộc dạng chúng ta nên mở mua mới. Đây chỉ là cái nhóm mà chúng ta nên lướt tới không, chúng ta nên gọi là hạ giá vốn thôi. Tức là chúng ta đang có 10.000, nói chung là chúng ta kẹp VND giá 21, 10.000 giá 21, thì vào đây chúng ta mua 5.000 giá 16, rồi hồi lên 17 chúng ta bán ra 5.000, thì tổng lại chúng ta sẽ có 10.000 ở giá khoảng tầm 19, 20, thì giá vốn chúng ta sẽ hạ xuống và khối lượng không đổi. Thì đó là cách làm đối với nhóm chứng khoán. Còn lại chúng ta sẽ không nên mở mua mới của nhóm này. Đó là cái quan điểm của Hải đối với nhóm này, mọi người ha. Rồi thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Thì chắc là video gần đây á, Hải sẽ ra sớm một tí, khoảng tầm 8 giờ 10 đi, chứ còn 8 giờ 45 thì hơi trễ quá. Nhiều người chúng ta xem quá nhiều rồi, chúng ta chán, chúng ta không muốn xem nữa. Thì chắc là Hải sẽ đổi thời gian ra vào lúc 8 giờ 10, thì hy vọng là chúng ta có thể đón xem. Ngoài ra chúng ta xem mà thấy hay, chúng ta có thể cho Hải một cái phím 1 nha, ở bên dưới phần bình luận. Và cuối cùng chúng ta có thể là cho Hải một nút like, một đăng ký kênh, và chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới của mô tả mỗi video, cũng như là bên dưới phần bình luận Hải cũng có. Thì trong này Hải sẽ có tư vấn và có khuyến nghị ở trong này để chúng ta có tham khảo hơn về thị trường. Và cuối cùng thì hy vọng là thị trường sẽ tiếp tục hồi ở trong những phiên tới để chúng ta có thể dễ thở hơn, và chúc cho chúng ta có một cái tháng 11 đầu tư thật là hiệu quả mọi người ha.